Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Lê Duy Tân, à đây, đây là Lê Duy Tân ha. Đường vô nhà Lê Duy Tân rất là đẹp luôn. Cây thốt nốt là bạc ngàn luôn. Đây là hẹn đây nhà mình làm ra hết hả? Dạ đúng rồi. Đây là chuồng Amino T với hai bô ha. Amino T với hai bô. Dạ. Thường thường mấy bé này nó nhồi lắm á, mà cái này nó ngoan. Cặp luôn ha. Hai bé đực. Hai bé đực luôn ha. Cái dòng này á nó đẹp, mốt là cái gai nó ngày càng to lên chỗ này. Gai nó rất là đẹp luôn. Mắt nó mặt đỏ. Ồ đẹp quá. Mấy cái chuồng này là ở nhà tự ráp hết. Có ông anh cũng làm. Rất là đầu tư các bạn, đầu tư cũng bài bản à, chịu chơi chịu chi, chịu nạp cạc. Mấy cái ví dụ như vô mùa em ghép cặp sao ta? Phải có chuồng ghép cặp cho nó chứ hả? Dạ đúng rồi anh. Vàng ở trong á, là sau này em sẽ dùng để ghép cặp. Em cho đực vô trước. Cái tê này đẹp quá nè các bạn. Mình cho nó ra cây xô đi ha. Ok. Bé T này đẹp quá nè. Ok các bạn, xuống là được được quà ha. Đây, Fat Father Farm, có số điện thoại. Ok các bạn, mình đang vô nhà của Lê Duy Tân ha. Từ Cái Dầu, nhà của Sang Nguyễn. Mình đang chạy vô nhà của Lê Duy Tân ở tỉnh Biên. Đó, vì thấy cảnh quan rất là đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên mình tới tỉnh Biên ha. Đó, thì thấy cảnh quan rất là đẹp luôn. Đó, mang tầm mắt hai bên là cánh đồng, phải nói là bát ngát luôn đó. Cây cối và dừa nước rồi các thứ, cánh đồng bát ngát, cò bay thẳng cánh luôn, quá đẹp. Phê đằng kia nguyên một cửa hàng dừa kìa, quá trời nhiều. Đi đây đi đó thấy đẹp chứ, mở mang tầm mắt ha. Quá tuyệt vời luôn anh. Quá tuyệt vời luôn. Đây cũng gần núi Sam. Ok rồi, sắp tới nơi rồi, mình sẽ lên clip cho các bạn coi ở Lê Duy Tân Fat Father Farm có cái gì ở đó nha các bạn, chờ mình nha. Đang đi vô nhà của Lê Duy Tân ha. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình tới tỉnh biên của An Giang luôn. Thì ở đây là giáp ranh với lại biên giới Campuchia ha. Và đặc sản ở đây là thốt nốt. Có rất là nhiều cây thốt nốt ở đây, rất là đẹp đó, những cái rừng thốt nốt luôn đó, đẹp chưa? Tuyệt vời luôn ha. Nhưng mà ở đây cũng chưa gọi là nhiều lắm đâu đó. Quá đẹp. Cây thốt nốt thì hiện nay là dân thành phố cũng đem về trồng cây cảnh rất là nhiều ha. Đây là rất là gần biên giới luôn các bạn. Nghe nói có vài trăm mét là qua biên giới á. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, tiếp tục series đi chơi An Giang ha. Thì bây giờ mình ghé Lê Duy Tân. Đây là Lê Duy Tân ha. Đường vô nhà Lê Duy Tân rất là đẹp luôn. Cây thốt nốt là bạc ngàn luôn. Và rất là bất ngờ khi mà Tân ở đây đầu tư, phải nói là quá trời dữ luôn á. Mình thấy đầu tư bài bản, chuồng chạy rồi chuồng ở trong nhà, đèn đốm đồ, lồng ấp đồ, tài la nghe quá dữ luôn. Thằng nhóc này mình ẩm nó đi chơi. Sáng giờ nó ở trong cái lồng rồi, nó nóng quá, thả vô đây cho nó tắm. Đang tắm trong này nè, đang cho nằm ngâm nước đây nè. Để nó ngâm nước đi chút đi cho nó thoải mái tinh thần. Ủa đây nếu mà nó phóng ra có đường nào đi không ta? Ngoài kia là ruộng anh. Ngoài kia là ruộng hả? Hiểm, ha? Là không thấy đường luôn hả? Dạ. Ok thôi, đứng lên cây xô đi. Để anh còn quan. Ok, tắm bây giờ cũng đủ rồi. Đủ rồi, để anh quan sát rồi lỡ mày bỏ đi đâu cái chết rồi luôn. Buồn hiu luôn. Ok các bạn, để mình cho bé nó đứng lên cây xô rồi sẽ đi một vòng với lại Fat Father Farm ha. Đồ ba chữ F luôn. Fat Father Farm luôn. Trời ơi, nghe quay clip mày bận áo vô liền. Đâu sao đâu, để tưới vậy mới ngon, nhìn nó tươi. mà lem. Ok các bạn, nói chung An Giang này cũng khá là nóng á, rất là thuận tiện để mà nuôi bò sát ha các bạn ha. Nắng rất là phê nhưng mà Tân ở đây cũng trang trí cây cối rồi, rất là mát mẻ. Nói chung vòng vòng đất nhà có không đếm hết được bao nhiêu. Ok em rồi, ok Tân dẫn mọi người đi tham quan với.
Cái này là hạng này nhà mình làm ra hết hả? Dạ đúng rồi. Đây là chuồng Abino T với Haibo ha. Abino T với Haibo. Dạ. Hiện tại nó cũng được khoảng gần 40cm rồi. Ừ, 40. Tổng khoảng 3X, gần 40 ha. Đây các bạn, này là T ha, T là con Rin Haibo. T là Rin Haibo. Một số bạn hỏi mình, anh ơi, làm sao phân biệt được con Abino T với lại con Red Haibo với con Rin Haibo? Thì tại nó rất là giống nhau các bạn ha, lúc mà mới đẻ ra là giống nhau. Nhưng mà khi lớn một chút xíu á, nó lột một lần da đó. Rồi đối với con Red Haibo á, là vàng gai, nó bắt đầu nó có cái lằn đỏ này. Thì mỗi lần lột da nó sẽ lan rộng ra ha. Còn đối với con Rin Haibo thì do nó không có sắc tố đỏ, con Abino T á, thì nó xanh như thế này. Đó, rất là dễ phân biệt luôn. Các bạn nhìn vô coi biết nó là Red hay con Rin, con Red cũng vậy nha. Mới đẻ ra thì nếu mà ai chưa nhìn quen lần nào thì tưởng nó giống nhau. Nhưng mà đối với con Red thì nó cũng có những cái gai nó đỏ đỏ và có những cái chấm đỏ đỏ đây nè. Lột da nó sẽ lan ra. Đó, tương tự về Rin Haibo và Red Haibo cũng vậy. Ok em. Năm rồi mình làm cũng nhiều ha. Dạ. Nhiều mà coi như là cũng giải quyết nó khá là ổn. Cái này chắc những bé này chắc là hết Haibo quá. Dạ đúng rồi, nó hết Haibo. Ừ, hết Haibo. Đây là một cái những cái sản phẩm mà đi kèm với lại con Haibo ha. Có thể là làm từ hai con hết hoặc là một con Haibo, con hết đồ này nọ nó sẽ ra. Ở dưới này có một bé Cayman Baby nè các bạn. Ồ, tính tình đậm quá. Bé này ngoan ha. Đó. Luôn Cayman ngoan. Thường thường mấy bé này nó nhồi lắm á, mà cái này nó ngoan. Cặp luôn hả? Hai bé đực. Hai bé đực luôn ha. Đối với dòng này cũng vậy các bạn, góc đuôi vuông nè, góc đuôi vuông là đực nè. Đó. Cái dòng này á, nó đẹp, mốt là cái gai nó ngày càng to lên chỗ này, gai nó rất là đẹp luôn. Mắt nó mắt đỏ. Mặt đẹp. Dọc, mặt đẹp luôn. Ok. Ngoan. Ngoan quá. Anh thấy mấy bé đây chắc em cũng chơi thường xuyên ha, khá là dạng á. Chắc cũng chơi và tiếp khách thường xuyên đúng không? Thì em cũng cho ăn thì em hay sờ nó. Lê Duy Tân á, là đặt cái tên farm của mình á, là Pet Father Farm ha. Pet Father, ông bố mập, ông bố của nguyên cái đám trẻ này nè. Đây cũng là một cái đại lý VIP của mình của khu vực An Giang. Đồng thời là Tân cũng có làm cái sản phẩm riêng cho tại vì quá trình trải nghiệm cũng ra cái sản phẩm riêng của mình là Fat Father Food. Ồ, toàn là F không người ta? Lựa sao mà toàn ra chữ F không à? Hay quá. Bên này là những bé Abino. Abino màu vàng thì các bạn biết rồi. Màu vàng mắt đỏ. Ồ, có con bé kia mắt nó đỏ ngầu luôn à. Mà như mắt nó bị hơi to. Dạng hư. Dạng hư. Mắt nó như ngọc luôn. Dạng hư. Ồ, Snow. Snow nè các bạn. Snow Baby. Hồi nãy bên nhà của Sang Nguyễn á, là các bạn thấy bé Snow lớn đúng không? Snow đó cỡ 1 mét á. Thì đây là những bạn Snow Baby ha. Ba bạn, hình như chùa bên kia thêm hai bạn á, tổng cộng 5 bạn. Đây. Đủ đây. Như nó hơi vấn đề teo đuôi đúng không? Em nhốt riêng đúng không? Dạ. Các bạn nè, các bạn để ý những cái dĩa đồ ăn và dĩa nước uống á, mà anh em mà đã sử dụng và có kinh nghiệm về nó là chọn cái loại mà cái đế nó to ha, tránh bị lật. Coi gu á, nhiều khi nó tì cái chân lên đây nè. Đó, nó tì chân, nếu mà nó không vững á là nó sẽ bị lật. Những cái chén mà đế nhỏ quá đó là nó tì lên cái là lật liền ha. Dĩa rau, dĩa nước đều vậy. Ok em, năm nay có kế hoạch nào hấp dẫn không? Kế hoạch lai tạo nào hấp dẫn không? Chia sẻ bắt anh nói không vậy? Em phải nói phụ anh chứ. Năm nay thì mấy năm vừa rồi thì đi theo Sino thôi. À. Còn năm nay em sẽ làm thêm Lesser. Lesser. Có kế hoạch chưa? Ở đây chắc đủ gen nè, Lesser phối vòng vòng hết mà. Dạ. Em cũng có làm hybrid rồi làm thuần cũng có. Em sẽ kiếm thêm một Lesser cái nữa ha. Để em làm thuần.
làm một cặp thuần chủng lấy sơ cái với phối mấy cái dòng gen lặn. Năm rồi là em làm mấy cái dòng gọi là đột biến cơ bản hả? Dạ đúng rồi, em làm Snow nè. Rồi còn mấy cái dòng bình thường thì có Hypo, Amino T, rồi Albino. Albino. Dạ. Ở mấy dòng đột biến cơ bản. Cái này là rim gì em? Tụi này là rim thường thôi. Rim thường. Rim bình thường. Rim thường vẫn làm cái dòng cơ bản cho anh em newbie đồ chơi đúng không? Dễ tiếp cận đúng không? Vòng vòng An Giang này mình chắc chơi mạnh không? Chơi cũng nhiều ha? Dạ, cũng nhiều. Nhiều. Toàn tỉnh thì chơi cũng giống như ở Bình Dương với Đồng Nai á. Cũng đông anh em chơi lắm. Mỗi lần upline thấy cũng đông lắm. Đông. Dưới này red thường. Dạ đúng rồi. Ồ, red thường mà cũng tiện mấy con cái màu đẹp quá nè. Này ra con là chất lượng, đẹp. Thì kiểu như vẫn giữ lại red với green. Mình cho mấy anh em newbie vô chơi. Thì nói chung dòng đó là dòng cơ bản rồi, lúc nào cũng cần thiết hết trơn á. Dạ. Con này màu giống Horn quá. Dạ đúng rồi. Horn à? Nó có trong đây như được ba con Horn. Ba con Horn. Ba Horn nhìn nó khác biệt ha. Đúng rồi, Horn nhìn vô cái khác này nè, con kia cũng Horn rồi đúng không? Đó. Dạ. Nhìn mặt là biết Horn rồi. Con nào cũng bự con á, thường thường Horn nhỏ con. Horn này Horn cái. Bé này vừa rồi là đẻ được 79 trứng à. 79 trứng hả? Em còn nhớ kỹ. Khủng bố luôn. Mà cái tỷ lệ áp đảo tốt không? Nó vừa rồi nó nở khoảng 60 mấy con á. Dạ mấy con luôn, vậy cũng tốt quá rồi, coi như cũng 90% rồi, 80% rồi. Quá hay. Con này đẻ tốt. Cái này em chăm sóc là ở đây nắng rồi mỗi ngày mình tắm à, mỗi ngày sẽ tắm à. Dạ đúng anh. Sáng thì em gom mấy cái rau củ của hôm qua rồi cái em dọn chuồng rồi tắm. Tắm xong xịt vệ sinh mấy cái phân ở dưới. Rồi cái cho ăn. Hồi chiều cái mình rảnh thấy có mấy bé có dơ đó mình lại vệ sinh. Xin tiếp. Dạ. Nói chung là sạch sẽ ha. Ở đây chuồng á Tân làm rất là rộng các bạn thấy không? Hai tầng. Nói chung một chuồng nuôi thì cũng tương đối nhiều con nhưng mà nó nhiều không gian, sử dụng thêm cái dạng tầng nữa, hai tầng. Đó, con trên nằm leo lên đây, nằm nó sẽ tăng cái diện tích lên. Nhưng mà bù lại một cái thì nếu mà nó ị rơi trúng nhiều khi nó sẽ trúng đầu mấy bạn này ha. Đó, cho nên là xịt rửa tắm. Ok cũng hay. Nhưng mà đặc biệt một cái nữa là các bé rất là dạng các bạn, nãy giờ mình vô đây là không có thấy cái tình trạng mà tại chạy tông tông tông, chứng tỏ là đây tiếp khách rất là nhiều. Đó, gặp người rất là nhiều. Bên này là nguyên một chuồng albino luôn, nguyên một chuồng albino luôn. Ui con này gai mũi đỉnh nè. Đực hả, bé này đực hả? Bé đó cái luôn à. Trời ơi cái luôn mà tướng dữ vậy, cái mà gù kìa. Dạ nó gai mũi với nhìn cái body nó đẹp lắm. Ừ nó ngắn nhìn nó ngầu, cái mà gù albino, body red albino. Đó. Em có bé này Snow nè, Snow cái này em nhập Thái năm 2019 á. À. Lúc đó giá cũng căng. Giá khủng à. Dạ. Bây giờ nó khoảng 1m3. Nhưng mà sao nó kéo màu giống red albino ha, lớn dạ, kéo màu giống red albino. Còn được cái đuôi với cái bụng. À. Với cái phần dưới nó còn trắng thôi. Kiểu như mình nuôi nhỏ tới giờ thì mình biết thôi. Ồ đẹp quá. Mấy cái chuồng này là ở nhà tự ráp hết. Dạ đúng rồi, có ông anh cũng làm. Rất là đầu tư các bạn, đầu tư cũng bài bản à, chịu chơi, chịu chi, chịu nạp cạc. Ngoan. Đó các bạn thấy rất là nhiều người lo lắng anh ơi, albino nó có yếu hay không luôn ngoài trời đâu, sao các bạn thấy. Nắng trực tiếp ha. Nói chung là cái bộ gen albino hiện nay nó khá là khỏe rồi. Phơi nắng trực tiếp, thậm chí là nắng kiểu này thì nó sẽ hạn chế bị nấm. Đó, nó khô nó ráo với những cái chuồng này nè. Có một cái điều mà sau này mình khi mình làm chuồng mình sẽ cải tiến lại á, thì mình cũng làm chuồng giống vậy thôi, nhưng mà những cái chỗ nằm này nè thì ở nhà mình là mình sử dụng những cái tấm gỗ, nhưng mà những cái tấm gỗ á mưa gió nó ướt á rồi lâu ngày nó bị gọi là móc đồ lên này nọ, nó cũng làm cho cái gu nó dễ bị nấm ha. Cho nên là sắp tới mình sẽ sửa lại mấy cái chỗ nằm này, mình cũng sử dụng lưới luôn, thì nó sẽ bị một cái là con trên có khi nó ị xuống chúng con dưới, chịu khó tắm chút xíu thôi, nhưng mà bé nó sẽ ít có khả năng bị nấm hơn. Còn nằm lên những cái tấm gỗ á, nhất là những cái tấm gỗ mà không phải là gỗ lũa nó không có thấm nước, những cái lỗ mà nó thấm nước được á, nó sẽ làm con igu bị nấm. Ở dưới này có hai bé cự đà tê giác ha. Mấy cái ví dụ như vô mùa em ghép cặp sao ta, phải có chuồng ghép cặp cho nó chứ hả? Dạ đúng rồi anh, cái vàng ở trong á là sau này em sẽ dùng để em ghép cặp. Em cho đực vô trước rồi cho nó ở, cho nó sung, nó quen trong đó rồi em mới thả cái vô sau. Ok rồi, từ từ mình đi tiếp đi. Trời ơi con
Con rét cái này nó bự khủng khiếp luôn các bạn. Mà màu đẹp quá. Màu đậm le luôn á. Mấy cái vàng rét cái này toàn là tiễn để làm thôi. Đó. Trên này những con này toàn là bự bự không à. Cái bé đó giống như Honduras vậy đó. Red cái bầy baby mỗi năm của nó ra là đều những con red mà nó mang cái sọc xám xám vậy đó. À có mấy lần em thấy anh thấy em post lên là con của bài này hả? Dạ. Đẹp. Những con giống này. Này là những con giống có chọn lọc các bạn ha. Thì cái thức ăn ở đây là Tân cho ăn bí, bí với rau muống. Đó. Tầng trên này là hai bô nè. Tầng trên hai bô. Mấy cái bé trong chuồng là hai bô. Rồi Red Hat hai bô. Red Hat bô. Red Hat Goro. Red Hat Goro. Đó là những bộ gen để làm ra những cái bộ gen đẹp á, những con đẹp á. Rồi từ từ mình sẽ đi hết trong kia để mình hỏi thăm Tân coi cái quy trình gọi là ghép cặp như thế nào. Tại vì sắp tới là vô mùa rồi, sắp vô mùa sinh sản rồi các bạn. Này là riêng gì em? Mấy bé trong chuồng này là Green Head Abinote, rồi Green Head Blue. Green Head Blue. Ủa em để chung vậy em phân biệt sao? Em mấy bé Head T là mấy bé này nè, nó ánh ánh vàng lên. Nói chung là em nuôi từ nhỏ giờ em nhớ mặt hết. Đây, ba bé Head T ha. Head T. Này cũng Head T nè đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó màu sáng hơn. Okay, với một bé ở trên cũng màu xanh vàng, pha vàng đây. Ở đây. À đây, đó, xanh vàng. Mặt. Đúng rồi, hơi có ánh vàng. Còn lại là Green Head Blue hết. Head Blue cái màu nó sậm hơn đúng không? Dạ. Màu nó sậm hơn Head T. Nó cũng có bé nó hơi đen, có bé nó cũng xanh đẹp lắm. Nó như bé đó. Này. Nói chung nuôi lâu rồi nhớ mặt. Còn ở dưới này. Dưới này là vàng cái vàng cái, cái như Super Red á, dòng Red á mà em lựa chọn những mấy con mà đẹp á, em để lại em làm nguyên liệu để em làm Super Red rồi. Ok. Đó mấy bé nó đẹp. Ơi con đó giống như có ôm trứng luôn cái bụng nó kìa. Cái bụng mà sát ngay đuôi mà nó mập. Mập dữ á. Bây giờ đang là cái mùa mà gọi là bồi bổ ha các bạn ha, để chuẩn bị vô cái mùa sinh sản. Thì tuy nhiên á là cũng không có nên để quá mập đâu. Mập quá ôm trứng cũng cực lắm à tụi nó. Thì chủ yếu là khỏe, nắng nôi đầy đủ. Ở đây nắng tốt, điều kiện nắng tốt. Hồi nãy giờ là chúng ta đi nguyên cái hàng này từ ngoài vô á là đa số là cái không à. Chưa thấy vàng đực ha, bắt đầu mình sẽ đi coi vàng đực nè. Bên này đực ha? Đực. Có hai chuồng này là cái thôi. Ở dưới này là cái, đầu trên đực. Này là con... con Blue Head Blue. Albino. Blue Head Albino, đực. Này. Bé này là Green Head Albino. Green Head Albino. Còn đây là... Albino Head Blue. Nguyên liệu để em làm snow. À, Albino Head Blue. Này là nguyên liệu để làm snow nè các bạn. Cái này mà phối ra thì ra tỷ lệ Albino sẽ nhiều hơn. Đó, rồi ra Snow. Head Blue cũng có thể ra Blue nhưng mà Blue nó sẽ ít hơn Albino á. Thường thường á, khi mà hai con Double Head, hai con Green Head Blue, Head Albino, Double Head phối nhau để làm Snow á, thì cái tỷ lệ con Snow là thấp nhất. Xong rồi tới con Blue và con Albino nó sẽ bằng bằng nhau. Nhiều nhất sẽ là con Green Double Head. Đó, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cặp giống á, là Albino Head Blue này để làm Snow á, thì nó ra con Albino sẽ nhiều nhất. Rồi nó ra Snow Blue thì nó ít hơn so với lại làm Green Double Head. Trên này là trên hai này, bé bé này là Coral luôn. Coral. Bé này là Hypo. Hypo. Bé này thì màu đậm hơn nhiều. Đúng rồi, tông Coral với tông đỏ mà. Nó bé nó có vẻ như đang lột. Nó đầu bạc độ, màu lên rồi đó. Phong độ nó thì lúc mà nó phong độ thì nó đỏ đậm lắm. Đẹp lắm. Đúng rồi, cô rồ thì khỏi nói rồi. Đây thì có bé Hypo Ruby A. Cái kiểu Ruby A mà sau tới size cỡ này em thấy nó mắt nó giống cũng giống màu mắt bình thường thôi. Đúng rồi. Mà nó bị mờ. Đúng rồi. Nó vẫn mờ. Có nghĩa là lúc nhỏ mình thấy nó đỏ như ruby đậm vậy nhưng mà càng lớn á cái màu nó lợt lại. Đó. Nó như ngược sáng. Ở đây. Các bạn thấy trên cái yếm nó có những cái đường gân máu hả, thấy không? Đó, dưới ánh nắng là nó rất là rõ ràng luôn. Sung ha, để ra là bông yếm à. Cái này thì ngoan lắm. Ngoan. Do mắt nó cũng mờ ha. Nó hay nhắm. Hay nhắm. Giống như Albino. Thì cái kiểu mắt nó ruby mà. Yeah. Thì ruby ai lúc nhỏ màu nó đậm. Nhưng mà lúc lớn á, cái con mắt á, mình đang nói con mắt nha. Cái tông, cái đỏ ruby nó lợt lại. Và cái tông, cái màu cam này nó hồng hồng.
Nhưng mà Ruby Eye này sự thật cũng có hên xui trong đó ha. Lúc nhỏ đẹp nhưng mà lớn có con màu nó sẽ rất là đẹp. Có con màu nó bị lợt à. Có con thì em thấy lớn lên cái mắt nó vẫn còn đỏ như lúc nhỏ luôn. Ừ. Có con này lớn nhìn mình sơ nghe mình thấy giống bình thường. Ừ. Nhưng mà có một điều là Ruby Eye thì cái đầu nó luôn luôn trắng. Dạ. À, cái đầu nó luôn luôn trắng. Con này thì cái tông nó nhạt rồi. Vì nó màu nó sạch, nhìn thấy nó sạch thôi. Ừ. Đẹp. Ở trên hội em thấy có mấy anh em đang có mấy con đỏ đậm lắm. Ừ. À, Sơn Nguyễn ở Biên Hòa Đồng Nai. Đó con bữa mình chụp hình chung rất là đẹp. Con này là Red Albino. Nhìn thì cũng hơi giống nhau. Ừ, giống. Đó. Bé vừa rồi với bé này nhìn cũng hơi giống nhau. Mắt này thì đỏ hơn. Nhưng mà kiểu bé này nhìn vẫn nó mềm mại hơn. Mềm. Con kia nhìn nó lực hơn, có lực hơn. À con này mắt đỏ hơn nè các bạn. Blue này blue gì em? Bé này là Blue Head Albino. Bé này em nhập Thái. Bé này là hiện tại là 5 tuổi rồi. 5 tuổi rồi? Dạ. Size nó khoảng 1m1, 1m2. Em không có đâu. Có 5 tuổi rồi đó. Là nó đã có 3 mùa baby này. 3 mùa baby hả? Dạ. Mà chạng nhỏ ta. Dạ. Nhưng mà căng hết mọi loại cái, 1m4 cũng làm luôn. Hồi nãy nó đứng ngoài nắng đẹp quá ha. Thấy nó rút vô trong bóng tối, giờ thấy tối thùi. Bé này thì nó hơi nhát. Hơi nhát. Sung không, nó cũng không nhát, nó sung, nó không có gọi là thân thiện ha. Nhưng mà nó sung á, bung miếng ha. Bé này màu đẹp lắm, tới giờ vẫn giữ màu. Ừ. Không mày đứng ra nắng chút xíu coi, mày bối rối gì mày lui vô sân khấu vậy. Còn cái này là cái gì, Hon hả? Dạ, bé này Honduras. Honduras nè các bạn. Nhìn vô là biết khác biệt liền. Để bắt bé này đây. Này tê. Dạ đúng rồi. Bé tê là đẹp quá nè các bạn. Mình cho nó ra cây xô đi ha. Ok. Bé tê này đẹp quá nè. À này, bữa em hỏi anh là trồng mấy cây này cái gì, em về em trồng cho nó mát bớt rồi đúng không? Dạ đúng rồi, cúc tầng đó. Cúc tầng Ấn Độ. Trước anh trồng nhưng mà giờ anh bỏ rồi, nó rụng dơ quá. Ok, giờ đang cho siêu mẫu ra cây xô ha. Nè, đứng này. Em đứng ở cái bục này em thấy không? Cao. À, thấy không? Đẹp. À, nhìn qua con Blue Head Albino này cũng đẹp nè. Đó. Ồ, em có cái con này nó snow mà nó sọc đỏ đỏ ta. Nó xanh sọc đỏ đỏ ha. Bờ Blue Red hả anh? Con này là gì chứ? Cái này gen gì? Nó là Blue Red đó nè. Blue Red hả? Dạ. Blue Red mà sao nó nhả về trắng nhiều quá ta? Trắng ha. Nó lạ đó, nhìn nó lạ đó. Được mấy bé. Được mấy bé hả? Dạ. Ê, mình bóc mấy cây xô giùm mày. Hay nha các bạn. Nhìn nó... Nó trắng trắng rồi nó có những cái sọc đỏ nè. Khá là lạ. Mày thấy sáng không? Ra nắng. Nắng thấy màu sáng hơn. Mặt xanh xanh đỏ đỏ đủ á. Ok. Đi tới nơi coi mới đã. Blue Red các bạn, Blue Red là làm từ con Blue với con Red ra Red Head Blue. Phối tụi nó với nhau thì sẽ làm ra được những bé này. Tuy nhiên thì nó có nhiều biến thể lắm. Có những con ở trên này nó đỏ hết luôn. Nó đỏ lè luôn. Nhưng mà cái bụng nó thì xanh lá cây đậm luôn. Thường thường á, nếu mà làm Blue Red á, thì nó sẽ ra là cái body ở trên nó màu đỏ nhưng mà cái bụng nó màu xanh dương. Đó, còn cái bé này hồi nãy mình thấy lạ, mình thấy ấn tượng, mình hỏi Tân á, là bởi vì cái màu của nó khá là lợt. Ví dụ như cái phần blue dưới bụng này nó cũng lợt, nó chỉ có ánh blue thôi. Đó, và nó gần như là trắng nhiều. Ở trên này nó cũng bạc bạc, trắng trắng đỏ đỏ. Đó, nói chung là màu nó lợt lợt, nhìn nó khá là lạ ha. Cái tông nó lợt lợt. Ok, có quà luôn hả? Ồ, có quà luôn các bạn. Hơi nắng sẵn mình. Ok, thank you em nhiều. Ở này để lại đi, Đức chưa đổi đâu, để anh khoe thôi. Ok các bạn, xuống là được được quà ha. Đây, Father Farm.
có số điện thoại, anh em cần gì cứ liên hệ. Nhìn mặt là thấy uy tín dễ thương rồi. Chơi luôn. Ok. Ở khu vực này rất là nhiều người Campuchia ở gần sát biên giới luôn các bạn. Mọi người nói xuống đây là đúng gặp quê hương của mình rồi. Ồ, bé béo trong này nó hơi nhát ha. Đừng lại gần. Anh em sẵn đây có một cái kinh nghiệm cho anh em, ví dụ như anh em mà tới bất kỳ một cái farm nào ha, thì cái người gia chủ á mời bạn đến đến farm chơi thì có nghĩa là rất là welcome rồi, rất là cởi mở rồi. Tuy nhiên là sẵn đây trong lúc chờ chân Tân làm cái cây show á, thì mình chia sẻ luôn là anh em mà tới tham quan chuồng á, thì đầu tiên anh em phải đứng cái khoảng cách an toàn xa xa, anh em coi các bé nó từ từ như thế nào, rồi anh em hãy tiến lại gần nhìn cho kỹ để cho bé nó đừng có bị hoảng loạn. Nó hoảng loạn nhiều khi nó tông vô chuồng hư mỏ, tội nghiệp gia chủ lắm. Gia chủ thì ngay lúc đó tiếp khách thì cười cười ơi không sao, nhưng mà lúc về sót lắm bạn, tại vì giữ cái mỏ cho nó lành lặn rất là khó ha. Cho anh em lưu ý chứ đừng có vừa thắp con ui đẹp quá nhào tới ăn cái nó chạy đùng 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 luôn, lát về mỏ máu không thì tội nghiệp lắm ha. Ok, đây là ô blue này là blue sạch bon em, blue gì? Bé này là Blue Head Albino anh. Blue Head Albino. Nó là sản phẩm của bé trên á. Ôi đẹp quá. Màu của cặp này sạch lắm. Quá sạch luôn, con đó đực hả? Một cặp đực cái anh. Ờ đập đực cái hả, có xe không? Dạ. Có xe không? Đây. Không có xe không anh hỏi giùm ta, tại có người em thích màu blue nhưng mà blue phải sạch, không thích sắc tố đen. Cái này tính là... sao đi, dạ. Tính sao đi. Nhưng mà màu rất là đẹp các bạn. Nàng lá anh em mình hỏi thăm nhau. Ui. Đây, sẵn giới thiệu luôn. Cái mạp blue rất là sạch luôn. Cái này màu nó còn muốn đậm hơn nữa nè. Ừ. Cái mặt nó xanh rồi, xanh trắng luôn á. Đó, cặp này là Albino Head Blue ha. Ê, Blue Head Albino. Blue Head Albino vẫn là nguyên liệu để làm snow ha các bạn ha, tương tự như cái cặp hồi nãy, cặp Albino kia mình có nói đó, thì nếu mà cặp này phối với nhau á nó sẽ ra con blue nhiều, rồi ra snow, rồi Albino nó sẽ ít hơn. Đó. Quá đẹp. Hôm bữa anh thấy ai cũng con blue cũng đẹp lắm nè ta. Hòa Nguyễn ha. Hòa Nguyễn gì? Hòa Nguyễn là con Rachan cũng từ trong đây ra. Cũng từ đây hả? Dạ đúng rồi. Ồ, cũng em xe lại. Dạ đúng rồi. Hay quá. À, anh Hoàng cũng chơi chung. Cái đầu của bạn trắng bóc à. Ồ, cặp này có giá trị đó em. Cặp gen này rất là sạch ha. Rất là đáng để sưu tầm luôn. Nó trắng, nó vân trắng. Vân này vân trắng luôn. Quá đẹp luôn. Bông trắng. À, có Head Albino nên có ánh vàng vàng các bạn thấy không? Ánh vàng vàng. Ở đây mình nhìn rõ chỗ cái cổ với cái bún của bé ha. Đó. Ủa à. Nè chấm vàng vàng nè. Có cái gai này màu vàng luôn. Đó. Ok. Em thì trong thời gian tới em sẽ nhân rộng giống cái này số lượng nhiều lên ha. Cho, chia sẻ cho anh em chơi. Ok, tuyệt vời. Đó nè em mình chơi các bạn, chơi là phải chọn lọc. Đó là chọn lọc con nào đẹp, bộ gen nào ok là mình phải nhân rộng nó ra. Còn cái vụ nào mà nó kết hợp nhau, nó không có có nhiều khi hai con rất là đẹp. Nói chung nó cái việc mà lai tạo nó cũng không phải nhiều khi hai con đẹp á là nó ra đẹp đâu. Cũng có nhiều khi nó không hợp ADN, hai con đẹp nó cũng khi ra con xấu. Thì trong quá trình lai tạo mình phải ghi nhớ lại và sau này mình đừng có cho nó phối nhau. Thì nhiều khi con cha đó phối với con khác lại đẹp, con mẹ đó phối con khác lại đẹp, nhưng mà nhiều khi hai con nó đẹp phối nhau, nhiều khi nó ra chất quất à. Thì cái này mình không giải thích được, phải ghi nhớ lại. Những bé này cũng là double head đúng không em? Dạ đúng anh. Thì double head nè các bạn. Rin double head. Rin. Để em bóc một bé ra, cái con xanh giống như con này nó sạch lắm. Đây. Hey, Rin double head ha, head albino head blue. Thì cũng nhiều bạn hỏi mình là double head đồ này nọ là sao, thì
Double head thật ra là kêu chung thôi các bạn, double tức là hai, đó là hai cái head với nhau, đó là một cái từ chung thôi ha. Thì double head nó có thể là head low, head abino, head hypo, head low, rồi head abino, head coral, thí dụ là vậy. Double head chỉ là hai cái head với nhau thôi. Quá đẹp luôn. Ok. Ủa Nam, quà hả? Có quà liền. Em có quà nè. Có quà luôn. Father food. Tuyệt vời. Thấy không, vô là có quà liền. Vô là có quà. Ôi vậy là nãy hai món bên nhà sang cũng có món quà gì hết ta? Bữa bên kia coi, nãy con kia có món gì? Đây, cô bé này rất là đặc biệt ha, à, có món giới thiệu với mọi người. Ồ, cái bé này giống của anh đó vậy. Nó không có đuôi. Bé này là không có đuôi luôn anh, mà em thấy em không gà nó bị thì nó giống như bị đóng urat lại đó. Đóng urat á. Thì mà nó đi vệ sinh á. Bé này là không có đuôi luôn nha. Không có chút xíu nào đuôi luôn á. Ôi này nó còn cục hơn của mình, cũng lòi hai cây bi ra y như của anh luôn. Đây, này. Đây gà này mỗi lần bóc lên là y. Ôi ôi nó y vậy là khỏe đó, y vậy là tốt á, đường ruột thông á. Ờ. Ăn ăn bụng nhẹ tiếp đó. Hầu như mấy cái con này y lúc nào cũng vậy, em cũng cầm lên tay nó y ha. Vậy đỡ quá trời luôn. Nó lòi hai cây ti ra nè các bạn, cũng tình trạng giống y như con mình á. Lòi hai cái bi sinh dục á, rồi y cũng có ra được urat luôn, giỏi quá. Không có đuôi luôn. Nó giống như con ếch vậy. Dạ, đúng rồi, nhìn như ếch nhái. Dưới đường á. Hàng độc nha. Hàng này rất độc luôn. Vừa rồi em có up lên trang cá nhân á thì cũng có mấy anh em cũng thích muốn mua xe lại. Xe lại cho chăm sóc hả? À. Thì em không có xe, em để lại em giữ. Thôi để lại kỷ niệm. Dạ. Tội nghiệp bán á chứ đi xa rồi cũng mệt. Dạ. Ok, bây giờ mình vô cái dãy bên trong đi. Thì Tân giới thiệu mình một cái nữa. Đây là những cái chuồng mà em ghép cặp á hả? Dạ đúng rồi. Thì ở đây là em chia mấy chuồng này rộng ra, em chỉ nuôi bé đực thôi. À. Thường thì trước cái mùa sinh sản em sẽ để đực vô trước cho nó quen chuồng, nó sung, sung hẳn cái chuồng đó. Rồi em mới để cái vô. Ví dụ như cái dự định của mình là mình muốn phối cái gì đó thì mình sẽ ghép cái vô. Ghép cái. Thời gian như đó rồi mình bắt con cái nó ra, mình tiếp tục con cái khác. À. Vậy đó. Nghĩa là em bỏ từng con cái vô. Dạ. Rồi phối xong con đó em đổi cái khác vô. Dạ, chứ không phải là em thả nhiều cái vô đúng không? Dạ, dạ. Thả nhiều cái vô không kiểm soát được em ơi. Dạ, đúng con rồi. Nào phối rồi, con nào chưa phối không biết. Mà gặp con cái nào nó giữ nó không cho mấy con kia phối nữa. Dạ. Cho nên mình chủ động giờ là hay. Thì cứ một hai con cái vô là vừa. Dễ theo dõi. Dễ theo dõi. Đây có hai bô. Ồ, bé này màu gì? À đây sẵn đem giới thiệu bé này cũng rất là đặc biệt. Màu này đặc biệt quá, màu đỏ dữ quá. Bé này là red thôi, nhưng mà kiểu như nó rất là đẹp. Cái mặt nó rất là đỏ. Đúng vừa rồi. Rồi là em có làm một ổ của bé nó ha. Nó kiểu như mấy con baby, nó giống hệt con cha luôn là mặt đỏ. Em vẫn giữ lại vài bé ở dưới. Đỏ thiệt chứ. Có mấy bé đặc biệt lắm, em đã có anh em lại chơi có em có share cho anh em rồi. Màu đỏ mà anh thấy đỏ ấn tượng á. Thì đỏ này nó giống Tourette luôn á. Dạ, cái mặt nó đỏ đậm lắm. Nó giống kiểu Tourette mặt đỏ luôn. Em có dành lại một vài cái bé cái màu đậm thì sau này em đi với bé này. Hay á. Em cái nào đẹp thì em sẽ nhân okay. Giống. Rộng rãi. Như vậy thôi chứ lúc mà vô mùa á, càng sinh sản phong độ nó lên cao á, mình sẽ đỏ đậm hơn về nhiều. Đúng rồi. Lúc này mình chưa biết chính xác nào đâu. Chưa phải là phong độ đỉnh cao của nó. À, các bạn có thể nhìn thấy cái răng nó tông nè, ở trên nè có hàm răng nè. Tông chảy nước vàng nhưng mà sẽ thấy có những cái răng nhỏ nè, thấy không? Đó. Cho nên là cắn vô cũng bê lắm á, không biết xử lý là rách á. Hôm bữa mình có chỉ các bạn cách xử lý rồi, hướng xử lý rồi ha. Ok. Đây các bạn. Đây là những cái chuồng để ghép cặp giao phối ha. Đực vô trước, thả cái vô sau. Cho đực phối. Xong rồi nếu mà phối đủ cái rồi bắt ra thả đực cái khác vô. Đó. Ở đây là chuồng này là head abino. Cái này em khai thác là cũng mùa này là mùa thứ 3 rồi. Đã test gen chuẩn hết rồi.
Test xe chuẩn tức là ra được sản phẩm Amino đúng không? Dạ đúng rồi. Cái con Head thì nó nói chung trong lai tạo các bạn thì cái gen chuẩn là tất nhiên là gen nó chuẩn rồi ha. Mình đang nói về những nhà lai tạo gọi là chân chính, uy tín. Đó là Head là nói Head chứ không mình không có nói là nói hàng đẻo, nhưng mà đôi khi những con Head á nhiều khi nó ráp lại với nhau nó lại không ra sản phẩm các bạn. Nó vẫn có cái tỷ lệ phần trăm trong đó mà. Cho nên là những con này đã được test rồi, ra được sản phẩm Amino rồi. Đây là những cái lồng lớn ha, lồng lớn để nuôi nhiều bé với nhau. Bên này còn trống, chỗ này còn trống. Đó, bên kia. Ok, bây giờ mình ra anh coi cây sô đi. Ồ, bên kia anh thấy em có để mấy cái chuồng, đâu đi bên này nè, mấy cái chuồng gỗ xà đèn nè. Sao thấy họ chưa sử dụng hả? Qua mùa baby rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước đó thì baby lúc mà mới nở á, nó còn hơi yếu, hơi mềm á. Em sẽ cho vô trong hộ kính em sưởi đèn cho nó. Khoảng vài tuần để cho nó cứng rồi em cho ra ngoài chuồng lưới, ngoài trời. Nhưng mà cái khoảng cách này cao quá không em? Đèn này ở đâu xuống tới? Dạ khoảng cách này hơi cao rồi. Hơi cao. Này em nếu như mà mình xài đèn khoảng 125W. Hoặc là em phải thiết kế cây lũa cho cái điểm sưởi nó nằm cao lên. Thì lúc mà để baby vô em sẽ để lũa vô đây. Cái này chắc cỡ 70 hả? Cái này 60 anh. 60. Nguồn này như là 60-80. 60. Nguồn này 60-80. Không, cái này 60 mét á. Cầu mét 2 luôn á. Mét. Mét á. Mét. Đó. Đây là ok các bạn, baby mới nở nhiều khi nó còn yếu á. Mà cho ngoài chuồng nắng mưa luôn, nhiều khi nó thay đổi nhanh quá. Cái nhiệt độ ngày và đêm nó thay đổi nhanh quá, bé nó không thích nghi kịp. Với lại có một điều là con baby nó nở ngay cái mùa mưa của Việt Nam mình. Cho nên là trong khoảng nửa tháng đầu ha, nuôi ở đây là cho nó cứng cáp lên là bắt đầu ra ngoài. Chào chú. Ok, đây các bạn. Thằng nhóc này nó rất là tỉnh rồi, nó tỉnh nãy giờ uống nước rồi, nó đứng đây nãy giờ nó cũng khá là ngoan á. Không có đi, không có nhảy tới lung tung. Hôm nay rất là đông vui ha, anh em Tây Ninh tới hết rồi kìa. Hello Nghiêm Võ ha. Hello em. Anh em Tây Ninh đi từ Tây Ninh xuống đây từ hôm qua hả? Hay sáng nay? Mới sáng. Hello em. Đó, này chắc bao nguyên xe đi chơi luôn à. Ủa con, ai đây? Kiếm. Không phải, anh mới nhìn qua, anh thấy nhóc em mà sao không thấy em? Nổi tiếng rồi chứ. Ok các bạn, đây là đứng qua cây sô ha. Đây là một bé Abinote. Rất là ngoan, rất là đẹp, yếm tròn quay luôn. Đó, yếm tròn quay luôn. Ngoan. Đây là cây sô làm miếng dán, gắn mấy bông giả này, bông giả ha. Đây là một bé Lesser. Rồi, khó chịu ha. Ngứa nè, gãi nó ngứa, nó lấy chân nó gãi là như con chó cho các bạn coi nè. Đó. Giả như con chó luôn. Rồi ok. Rồi ok các bạn ơi, đi một vòng. Một vòng nãy giờ cũng coi quá trời đã luôn rồi, quá trời bộ gen luôn rồi, nghe quá nhiều chia sẻ rồi, kế hoạch sắp tới tùm lum tà la. Thôi thì cùng ngóng chờ những sản phẩm tiếp theo của Fat Father Farm ha. Nhưng mà mặc dù là Fat thì Fat chứ cũng bắt hết đất như thường. Hết đất, hết đất. Vô đây vô đây. Hết đất không anh ơi. Ok, có quà hết đất vui. Không đứt đồ đâu quà đó. Dạ, ok anh. Cho ăn cơm. Thành ơi, hết đất ơi, Thành ơi. Vô. Hết đất uống cà phê. Ai kêu em nhận quà. Ok các bạn, chuyến đi du lịch An Giang này kết hợp với lại quay những cái farm về iguana, về rồng Nam Mỹ cho các bạn coi ha. Phải nói là cũng đây là cũng chuyến đi đầu tiên của mình về đây. Không, cách đây 5 năm trước là mình cũng có ghé sang Nguyễn một lần rồi. Lúc đó anh em An Giang cũng tổ chức offline. Nhưng mà đã 5 năm rồi. Đây là lần đầu tiên mình xuống tỉnh Biên. Này nhà bàn hả ta? Đây ở Nhân Hưng, xã Nhân Hưng tỉnh Biên. Xã Nhân Hưng tỉnh Biên. Sát với biên giới luôn. Rất là vui luôn, rất là nhiều cảnh đẹp. Hồi nãy đi ngang con đường rất là đẹp, lát mình đi ra mình sẽ quay lại lòng vô cái video này cho các bạn biết là Việt Nam có những nơi cũng rất là đẹp, rất là thơ mộng. Ok, hy vọng là mọi người xem clip vui ha, bye bye. Ok các bạn, đây là kỷ niệm của Fat Father Farm và Nam Ngô Farm ha. Anh em, ok em.
thành công ha. Dạ, rồi, ok, thank you em, lát gặp. Ok.